Xin chào tất cả các bạn nha, mình là chồng bạn Giang. Thì cái video này á, mình chia sẻ cho bạn á, những điều cần lưu ý đối với những dòng xe mà nó xài cái da bom này các bạn. Mấy cái xe mà nó có cái da bom ha, thì thường thường các bạn nghĩ là mỗi lần mà nó không, thì ở đây nó sẽ có ống hút nè, nó không hút á. Các bạn hỏi mình hoài là sao nó không có, nó bị cái vấn đề ha, thì thường thường các bạn cần kiểm tra cái ống này nè. Một á là nó sẽ bị gãy ống ha, nó gãy ống, nó không hút xuống đó. Cái ống này nè, nó gãy nó cũng không hút được xuống ha. Các bạn nghĩ là nó hư cái da nha, nhưng cái nhiệt đá nó không hư cái da nha đó. Thì với một cái thứ hai nữa là ở trong này nè nó có một cái lược nè các bạn, thấy không? Nó có lược nè. Cái xe nào mà xài cái da bơm ha, thì ở trong cái bình xăng nó đều có cái lược hết trơn nha. Đó, nó có cái lược hết trơn, thì các bạn cần tháo cái lược này ra nè, mình vệ sinh sạch lại thì cái xăng nó mới thông được, nó không phải giống như những cái bình xăng kia nha. Đó, đa số là bình xăng nào mà có bơm xăng G như vậy nè, gọi là cái da bơm đó, thì ở trong cái thùng xăng đều có cái lược hết trơn nè. Đó, các bạn để ý đi. Đó, thì nó nghẹt á thì cần phải tháo ra vệ sinh cái lược nè. Đó, có khi các bạn nghĩ là nó hư cái da này mà chưa chắc là hư cái da này ha. Nè các bạn thấy không, lúc nào mình đổ xăng xuống này, xăng nó thông hết trơn nè, nó thông như vậy là ok ha. Đó, các bạn sau khi mình gắn vô ha thì xăng nó xuống ok hết trơn này, thấy không? Nó ok ha, mà đổ máy là ok nè. Các bạn thấy mấy cái dòng xe này thì máy nó rất là bền luôn, các bạn thấy xe này cũ không, nhưng mà găng tay cũng ok ha. Đó, thấy không? Bình xăng nghiến cái là nổ nè. Rồi ha, mình là dòng bạn Giang với Déo, mình đi kết thúc, bạn xem Déo mình ok, nhớ chung like, đăng ký kênh Hồng nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.